早安，早安，早安，叫不醒。早安，早安，叫不醒。我们，我们，我们，chúng tôi, chúng ta。你们，你们，你们，các bạn。他们，他们，他们，họ dành cho nam từ hai người trở lên。他们，他们，他们。他们，họ dành cho nữ từ hai người nữ trở lên. Tha mình, nó dành cho hai đồ vật trở lên. Cái chữ này trên này viết lại cho nó rõ một tí. Tha mệnh, nó chỉ con vật, từ cho hai con vật trở lên nha các bạn. Tha mệnh, nó dùng cho con vật, con chó, con mèo, vân vân. Chúng tôi, chúng tôi, chúng ta. Các bạn. Họ
dành cho nam từ 2 người trở lên. Tha mệnh, tha mệnh, tha mệnh. Mình, tha mình, tha mình, tha mình, họ dành cho nữ từ 2 người nữ trở lên. Mệnh, tha mệnh, tha mệnh. Nó dành cho 2 đồ vật trở lên. Cái chữ này trên này viết lại cho nó rõ một tí. Mệnh, tha mệnh, tha mệnh. Nó chỉ con vật từ cho 2 con vật trở lên nha các bạn. Tha mệnh, tha mệnh. Nó dùng cho con vật, con chó, con mèo, vân vân. Chào an, chào an, chào an, chào buổi sáng. Chào an, chào an, chào buổi sáng.